Nè anh sao rồi? Không có gì, bị trầy chút xíu thôi. Sao không cẩn thận? Nè, hai người làm gì ở đây vậy? Ủa, anh là cậu thanh niên mà sáng nay để xe giùm tôi mà. Anh cậu ở đây sao? Chuyện là gì? Chúng tôi vừa mới học xong lớp trồng cây, định về nhà rồi. Ai ngờ đi nửa chừng bị lạc đường, tính mượn điện thoại để gọi, lại không biết trong nhà có ai không nữa, cho nên leo lên nhìn. Nhưng mà anh hai tôi không cẩn thận bị té xuống. Phải, ngại quá. Không sao đâu, thật ra con đi thẳng tới con đường này ra là con đường lớn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Ý, tay của anh còn đang chảy máu kìa. Hay là vô nhà tôi xức thuốc cầm máu lại rồi hãy đi. Không cần đâu. Anh hai tôi hơi mắc cỡ, làm phiền anh. Không có gì đâu. Gọi chơi tự nhiên nghe. Tôi vào lấy bằng cá nhân cho. Ngón trỏ bên tay phải của nạn nhân có một vết thương, tin rằng trước khi chết đã làm bị thương. Dấu tay ở đây, không lẽ có mã lại chưa? Sao hai người lại có hứng thú học người ta trồng cây vậy? Chúng tôi ham vui học chơi thôi. Vậy bây giờ anh đang học trồng cây gì? Bây giờ tôi... Chúng tôi học trồng cây cà đó, vừa mới học trồng thôi. Phải đó, chúng tôi đang học trồng cà. Trồng cà. Chúng tôi không phiền anh nữa, chúng tôi về nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Ý, dù sao... Nè, dù sao tôi cũng phải ra mua chút đồ. Hay là tôi chở các cười một đoạn nghe. Anh cho chúng tôi xuống phía trước là được rồi. Chúng tôi đã nhận ra đường. Phải đó, tôi nghĩ phía trước sẽ có taxi. Chúng tôi đón taxi trở về được rồi. Từ đây đón taxi về mắc lắm. Hay là tôi chở hai người tới trạm xe buýt nghe. Gần lắm. Trời, rõ ràng điện thoại hết pin rồi mà. Đúng là bị nó hại chết. Alo, tôi đây. Được rồi, tôi đang về. Tôi cho hai người xuống ở phía trước kìa. Cô đi thẳng theo con đường này thì sẽ thấy trạm xe buýt. Cảm ơn nhiều. Lúc nãy xém chút bị anh hai hại chết rồi. Nhắn lúc nào không nhắn, trong lúc nguy hiểm nhất lại tìm người ta. Cũng may tôi khôn lên biết gỡ lại. Biết cô giỏi rồi, thôi đi.